Xin chào các bạn khán giả đã đến với 4 Review. Hôm nay hãy cùng mình theo dõi một bộ phim chiến tranh có điểm cao nhất năm 2019 nhé. Cùng mình bắt đầu ngay bộ phim thôi nào. Đây là Blake và bạn anh ấy Scofield. Hai người họ đều là hạ sĩ của quân đội Anh và cũng là hai người bạn của nhau trên chiến trường. Hôm nay họ bất ngờ nhận được thông báo từ trung sĩ tới gặp đại tướng Erin Moore. Cứ nghĩ là được đề bạt lên cấp, nên họ rất hào hứng tút tát lại trang phục của mình. Nhưng thực ra là ông đã yêu cầu họ chuyển một mệnh lệnh của ông tới đại tá Mackenzie thuộc tiểu đoàn 2. Đại tá Mackenzie đang chuẩn bị thực hiện một cuộc truy đuổi khi quân Đức đang rút lui. Nhưng lúc này đại tướng Erin Moore nhận ra đó chỉ là một nước cờ lùi chiến lược. Thực ra chúng đang giăng bẫy để quét sạch quân của đại tá Mackenzie trong một lần. Do bị gián đoạn liên lạc, nên để ngăn chặn hoạt động này, đại tá quyết định phái hai người vượt chiến khu để báo tin. Mà tiểu đoàn 2 thì anh trai của Blake là do so PH cũng là lính ở đó. Đó là lý do vì sao tướng quân chọn anh ta để gửi thông tin này. Nếu cuộc đưa tin thất bại thì cuộc truy đuổi của Mackenzie sẽ biến thành vụ tự sát. Vị tướng tin chắc rằng Blake muốn cứu anh trai mình chắc chắn sẽ bằng mọi giá hoàn thành nó. Sau khi nhận được thông tin anh đã rất lo lắng nhanh chóng khởi hành. Nhưng Scofield lại vô cùng miễn cưỡng vì phía trước là khu vực bị quân Đức chiếm đóng. Dù quân Đức đã rút lui nhưng việc di chuyển qua đó vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lúc này hai người họ đã đi qua một vùng hậu chiến. Trong sương mù dày đặc mùi thuốc súng và mùi thối rữa, cộng với những mảng đất bị xé tung trở nên vô cùng gớm ghiếc. Trong quá trình này ngoài việc đề phòng máy bay địch thỉnh thoảng bay qua, thì hai người còn có nguy cơ dẫm phải mìn. Lúc này họ đã đi qua một con hào do quân Đức để lại. Khi họ tình cờ đi vào trong một căn hầm, hai người không khỏi tò mò những thứ được xây bởi quân Đức vừa rút lui này. Không biết những túi treo bên trên có gì mà lũ chuột vô cùng thích thú. Thậm chí chúng còn có kích thước to hơn những con chuột bình thường. Lúc này hai người đã trông thấy một hệ thống dây bẫy. Ngay khi Scofield tiến lại gần thì một vụ nổ đã diễn ra. Khi Bill tỉnh lại đã thấy anh ấy bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Anh đã dùng hết sức bớt mọi thứ để lôi Scofield lên. May mà anh ấy còn sống chứ gần như đã bị chôn sống vì sự bất cẩn của mình. Phải nói nhờ sự giúp đỡ của Blake mà anh ta mới thoát chết được. Nhưng lúc này cả căn hầm đang dần sập xuống nên họ phải nhanh chóng rời khỏi đó. May mắn là hai người đã tìm thấy lối ra kịp thời. Thế là cả hai lại lên đường. Nơi họ băng qua là một bãi chiến trường đạn pháo. Với những vỏ đạn khổng lồ để lại và những xác chết nằm đó trước sự gặm nhấm của lũ chuột. Lúc này hai người đã tới được một ngôi làng bỏ hoang. Thế là họ đã nảy ra ý định tìm gì đó ăn được ở đây. May mắn thay Scofield đã tìm thấy một số sữa bò còn sót lại. Lúc này đang có một cuộc chiến trên không. Ngay sau đó một máy bay địch đã bị bắn hạ đang dần rơi xuống. Nhưng nó lại phi tới chỗ hai người nhưng may họ đã kịp bỏ chạy. Thấy tên phi công bị mắc kẹt bên trong hai người đã mềm lòng cứu hắn ta. Nhưng trong lúc Scofield đi lấy nước cho hắn thì Blake đã bị hắn ta dùng dao đâm trúng. Thấy vậy Scofield đã rất tức giận giơ súng lên và bắn chết hắn. Đúng là nhân nhượng với kẻ thù thì chỉ mang lại hậu quả cho chính mình. Nhưng lúc này Bill đã không còn có thể cứu chữa được nữa rồi. Cứ thế anh ấy đã dần chết đi trong vòng tay của Sophie như thế này. Trước khi chết anh ấy đã nhờ Sophie tìm anh trai mình và bảo họ đừng tấn công. Mang theo lời hứa của đồng đội đã chết. Nhiệm vụ của anh lại càng thêm một trách nhiệm lớn hơn. Lúc này một vài người lính anh đã trông thấy hai người họ. Nên mọi người đã giúp Scofield sắp xếp xác chết của Blake. Người chỉ huy ở đây biết họ đang đi cùng một đoạn đường nên đã đề nghị anh đi cùng. Họ đã thoát chết trong một cuộc chiến dài ngày nên mọi người đều trông rất mệt mỏi. Lúc này họ đang được vận chuyển đến các chiến trường mới. Đồng nghĩa lại đối mặt với một cái chết đang chờ đón. Nhưng tất nhiên họ không được phép dừng lại vì trách nhiệm của một người lính. Sau đoạn đường đồng hành, thì cũng tới lúc Sophie nói lời tạm biệt để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Lúc này anh đang băng qua bên kia sông bởi một cây cầu gãy. Nhưng không ngờ có một vài tiếng súng vang lên buộc anh phải nhanh chóng vượt qua. Ngay khi sang bờ bên kia Sophie liền cầm súng đáp trả. Sau khi chiếm lợi thế anh từ từ tiếp cận khu vực căn nhà gỗ. Tại đây anh gặp một tên lính Đức. Trong lúc đối đầu anh bắn chết hắn ta. Nhưng cũng bị hắn bắn bị thương và ngã xuống cầu thang hôn mê. Cho đến khi màn đêm buông xuống anh mới bắt đầu tỉnh lại. Sophie lại một mình lên đường dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn lửa lớn phía trước. Đồng thời phải chạy nhanh khỏi những lần nổ súng lén lút của kẻ thù. Cứ thế anh dần chạy đến nơi ngọn lửa lớn đang bốc cháy. Đó là một tòa nhà đang bị thiêu rụi và làm bừng sáng lên cả bầu trời đêm. Bất ngờ có ai đó xuất hiện cầm súng bắn đuổi theo Scofield. Nhưng may mà hắn ta rất vụng về đến nỗi chạy không cũng tự ngã. Nhân cơ hội đó anh đã trốn vào một ngôi nhà bằng cánh cửa gập bí mật. Không ngờ bên trong là một cô gái người Pháp và một bé gái mồ côi. Biết được cô ấy là người ở đây, nên Sophie đã nhân tiện hỏi đường nhanh nhất với vị trí của Mackenzie. Lúc này cô ấy biết anh đang bị thương nên đã chủ động giúp đỡ. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cô gái đã khiến trái tim anh có chút rung động. Sophie đã đưa tất cả đồ khô của mình cho cô và sữa cho bé gái. Sau đó anh lại tiếp tục lên đường vì không dám chậm trễ. Nhưng chỉ mới rời đi thì anh lại bắt gặp tên lính Đức vừa truy đuổi lúc nãy.
khi anh đang trốn thì bắt gặp một tên khác thì đã lao vào vật lộn. Kết quả là anh đã bóp cổ hắn ta đến chết. Nhưng lúc này tên còn lại đã phát hiện nên Starfire đã nhanh chân chạy trốn. Lúc này tên lính Đức đã hô lớn cho một tên đồng đội khác cùng đuổi theo. Nhưng Starfire đã chạy rất nhanh thoát khỏi khu vực có ánh sáng của ngọn lửa. Vì đã hỏi đường về con sông từ cô gái vừa rồi, nên anh đã dứt khoát nhảy xuống dưới. Sau một đêm đầy biến động thì cuối cùng anh cũng nhìn thấy ánh sáng bầu trời. Những cánh hoa của khu rừng bên cạnh càng tô điểm thêm cho con sông hơn. Nhưng sau những bức tranh tuyệt đẹp này lại là những xác chết bị bỏ lại trong chiến tranh. Sau một lúc vùng vẫy thì Scofield đã lên bờ đầy khó khăn. Lúc này anh đã nghe thấy tiếng hát của những quân sĩ ở phía trước. Theo tiếng hát anh từ từ đi tới, thì cuối cùng anh đã tìm thấy đội quân của anh trai Black. Tại thời điểm này dù đã kiệt sức nhưng Scofield vẫn cố đứng dậy di chuyển. Vì bầu trời đang trở nên sáng hơn đồng nghĩa với cuộc tấn công sắp bắt đầu. Đội quân với hàng ngàn người như dòng sông. Starfire đã rất tuyệt vọng lao qua họ càng nhanh càng tốt. Anh gắng sức hỏi mọi người đại tá Mackenzie ở đâu nhưng lại không ai chú ý đến anh. Sau khi tiếp tục hỏi thăm, thì có người nói với anh rằng đại tá đang cách chiến hào vài trăm mét. Nghe vậy anh chỉ có thể tiếp tục vượt qua sự mệt mỏi nhanh chóng tiến về phía cuối chiến hào. Nhưng lúc này tiếng pháo đã vang lên và những người lính trong chiến hào bắt đầu tấn công. Hàng ngàn chiến binh hóa thành đám đông lao về phía kẻ thù. Tuy vậy Scofield vẫn cố gắng phi xuyên qua đội quân đông đảo này. Cuối cùng anh đã tới được sở chỉ huy trong chiến hào. Tuy nhiên một vài người đã ngăn chặn anh lại vì đại tá Mackenzie đang họp bên trong. Thế là Scofield đã vùng vẫy đi vào trong bằng được. Cuối cùng anh đã tìm thấy đại tá Mackenzie và thông báo về lệnh đình chiến của đại tướng. Mặc dù ông ấy không sẵn lòng dừng cuộc chiến này, nhưng khi biết đó là lệnh của đại tướng nên chỉ có thể dừng cuộc tấn công này lại. Thực sự Mackenzie không muốn làm điều này chút nào. Bởi vì đối với ông thì chiến thắng đã ở trong tầm tay. Và không quan trọng có bao nhiêu người chết. Cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này, chỉ có thể chiến đấu đến người cuối cùng mà thôi. Nhưng theo lệnh thì cuộc tấn công tạm thời đã bị đình chỉ. Starfire cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tuy cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu nhưng đã có rất nhiều người nằm xuống và bị thương. Lúc này anh ấy đã tìm thấy anh trai của Black là Joseph. Khi nghe về cái chết của em trai mình anh thực sự đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Người em trai của anh đã ra đi theo một cách vô cùng nhanh chóng. Tất nhiên đó là hậu quả của chiến tranh mà họ phải đối mặt bất cứ lúc nào. Sau khi thực hiện xong lời hứa với đồng đội Scofield, cũng kiệt sức mà ngồi bên dưới một gốc cây. Rồi nhìn ảnh vợ con của mình và thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng chuyện gì xảy ra với Scofield thì vẫn là một ẩn số. Bộ phim cũng đã kết thúc ở đây rồi. Toàn bộ phim đã thực hiện nhiều cảnh quay với hiệu ứng đặc biệt siêu dài. Nhưng thực tế thì câu chuyện trong phim không hề gây ấn tượng. Tuy vậy nó cũng mang lại một góc cạnh của chiến tranh mang lại là như thế nào. Anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại cho Búng một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn anh em trong những video mới nhất.